Houthi tuyên bố tấn công tàu hàng Mỹ trên Biển Đỏ. Lực lượng Houthi ở Yemen cho biết đã tấn công một tàu Mỹ trên Biển Đỏ, đẩy căng thẳng trong khu vực tiếp tục leo thang. Người phát ngôn Houthi Yahya Say ngày 12 tháng 2 cho hay nhóm đã phóng tên lửa vào tàu hàng mang tên Star Egypt của Mỹ đang di chuyển trên Biển Đỏ và cuộc tấn công được thực hiện một cách trực tiếp, chính xác. Đại diện Houthi cảnh báo nhóm sẽ không ngần ngại thực hiện nhiều cuộc tấn công hơn nữa nhằm trả đũa Anh, Mỹ và thể hiện tinh thần ủng hộ lực lượng Hamas ở dải Gaza trong cuộc xung đột với Israel. Trung tâm điều hành thương mại hàng hải Anh trước đó thông báo một con tàu bị hai tên lửa tấn công ở eo biển Bab el-Mandeb. Không có ai bị thương sau sự việc và con tàu vẫn tiếp tục hành trình. Công ty an ninh Amri trong khi đó cho hay con tàu thuộc sở hữu của Hy Lạp, mang cờ quần đảo Masan và bị tên lửa tấn công hai lần riêng biệt trong vòng 20 phút. Con tàu được cho là đã bị trúng đạn và hư hại ở mạn phải, công ty cho biết thêm. Theo Amri, công ty sở hữu tàu thường xuyên giao dịch với Iran nên đây dường như là điểm đến mà nó đang hướng tới. Houthi kiểm soát nhiều địa phương tại Yemen. Lực lượng này bắt đầu tấn công tàu hàng liên quan tới Israel đi qua khu vực từ tháng 11 năm 2023, tuyên bố đây là hành động bày tỏ đoàn kết với người dân Palestine ở dải Gaza. Mỹ và Anh mở nhiều đợt tập kích nhằm vào Houthi, song chưa ngăn được hoạt động tấn công tàu hàng do nhóm thực hiện. Houthi ngày 6 tháng 2 tấn công các tàu Mỹ và Anh trên Biển Đỏ, gây một số thiệt hại nhưng không có thương vong. Các đợt tập kích nhằm vào tàu hàng trên Biển Đỏ làm tăng phí bảo hiểm và buộc nhiều hãng vận tải phải tránh tuyến đường qua khu vực. Các bạn hãy đăng ký kênh để cập nhật thông tin miễn phí mới nhất.